cây cà gai leo, có tên khoa học là Solanum hyalanens, một số vùng còn gọi là cà gai dây hay gai cườm. Cà gai leo là cây nhỏ, cành non tỏa rộng, phủ lông hình sao và có nhiều gai. Theo kinh nghiệm dân gian, cà gai leo được dùng làm thuốc chống viêm, chữa phong thấp, chống u và có tác dụng giải rượu. Gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu cây cà gai leo và chứng minh loài cây này có tác dụng rất tốt với bệnh viêm gan, đặc biệt là viêm gan virus B mãn tính, thể hoạt động và xơ gan. Kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm chứa cà gai leo tại các bệnh viện quân y 103 và 108 cho thấy, bệnh nhân sau khi sử dụng sản phẩm chứa cà gai leo đã cải thiện đáng kể các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, vàng da, men gan trở về bình thường nhanh sau 2 tháng. Đặc biệt, sau 3 tháng sử dụng, hầu hết các bệnh nhân đều giảm nồng độ virus trong máu rõ rệt, thậm chí đã ghi nhận trường hợp âm tính virus. Đối với thảo dược Việt Nam thì rất nhiều. Phải nói là hàng ngày chúng ta nghe quảng cáo trên TV, chúng ta thấy là có rất nhiều thuốc. Nào từ cây nhân trần, cây bồ bồ, cây diệp hạ châu đắng, cây kế sữa, cây ngũ vị tử, vân vân, rất nhiều thứ người ta đưa ra. Thế nhưng mà cái cà gai leo ấy, thì đối với riêng tôi thì có thể tôi coi đây là một cây mà được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất từ thực vật cho đến các hóa dược cho đến tác dụng trên động vật và ứng dụng điều trị trên người. Đây là một cây nghiên cứu rất bài bản. Có tới 4 luận án tiến sĩ về cái cây cà gai leo này. Đối với người bị viêm gan B mãn hoạt động thì vẫn cứ lao động sinh hoạt bình thường. Tuy vậy, trong cái lối sống cần phải chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất là không được dùng bia rượu. Vì bia rượu tác động xấu đến gan vô cùng. Cho nên tất cả những bệnh nhân mà dùng bia rượu vào thì điều trị rất khó. Thứ hai là khi ăn uống sinh hoạt cũng phải điều độ. Đối với những người mà lớn tuổi thì phải giảm bớt mỡ, giảm bớt các cái chất có dầu cholesterol như là trứng, là các phủ tạng động vật. Thấy là có tác dụng hỗ trợ điều trị rất tốt đối với bệnh nhân viêm gan B. Nó ngoài cái việc giảm nhanh các triệu chứng, làm cho bệnh nhân ăn tốt, ngủ tốt, lên cân, nó còn có ý nghĩa là nó làm hạ cái nồng độ virus xuống. Cái tác dụng đối với virus này thì cần phải kiểm nghiệm nhiều lần với cái số lượng là lớn hơn nữa. Tuy vậy, bước đầu thì chúng tôi thấy là có khả năng nó còn có tác dụng là ức chế virus một phần nữa.